5 cách tạo dáng tại vườn rau Đà Lạt. Dáng thứ nhất, em mới tăng 2kg, mập như heo nè. Dáng thứ hai, ăn em đi, em là rau sạch nè. Dáng thứ ba, cho em miếng giấy mới ơi, chua quá. Dáng thứ tư, anh chủ vườn rau và cô gái bón phân may mắn. Yeah. Dáng thứ năm, về nhà cùng anh chủ dựa rau thôi. Yeah. Hay hay không hay cũng phải nhắn theo dõi nhà tôi nha.